nay mình sẽ quay một cái video, đó là hãy cùng khám phá với mình cái tủ lạnh của anh em lao động Việt Nam ở bên Đài Loan, hoặc là anh em lao động Đài Loan, xem là bên trong tủ lạnh có gì, chúng ta cùng khám phá nhé. Thì đây là cái tủ lạnh của mình này. Đấy. Bây giờ mình sẽ quay cho bạn xem. Thì hôm nay là đội cái mũ này là tóc kiểu là tóc dài rồi chưa đi cắt được ấy, chưa tìm được quán cắt ấy, nên là tạm thời là chưa cắt, nên là đội mũ vào cho nó gọn, không nhìn thì nó hơi buồn cười một tí. Thì giới thiệu với các bạn và các anh chị, đây là cái tủ lạnh của mình này. Đấy. Đấy, cái tủ lạnh nhỏ nhỏ bé bé thôi. Đấy. Chúng ta sẽ cùng mở ra khám phá bên trong xem là trong tủ lạnh có những cái gì. Ở trên đây thì có một cái ngăn đựng đá này. Đấy. Nhưng mà này nó bị hỏng, không có gì nhá, chỉ có cái túi này là không biết là bên trong là có gì, nhưng có cái cục đá cứng này. Trước mình mới đến nên nó là bên trong nó có cái chống ẩm ấy này. À không phải chống ẩm, quên, trong tủ lạnh cái chống ẩm, cái cục gì bên trong ấy, mình cũng chưa mở ra, nhưng mà bên trong ngăn đá này là không có gì cả, không có gì. Tiếp theo là đây là quả dưa hấu. Thì hôm qua đi chơi, cái hôm mà đi ăn ấy ở nhà chị kia ở Đài Loan, người Đài ấy, là mua một quả này ra về bỏ ra ăn một lửa. Đây là dưa hấu vàng, dưa hấu ruột vàng. Đấy. Đây là nước của anh em này. Đấy. Nước trắng thôi. Còn đây có một chai Coca, cái chai này này, cái chai khổng lồ 2000ml này. 2000ml là khoảng 2 lít đấy, là hơn cái chai ở quê mình, có 1,5 lít này là 1,5 nghìn ml. Đây là có cái hộp của anh em là hộp như kiểu là cái hộp cá khô ấy. Mình cũng chả biết, mình chưa ăn cái loại này bao giờ. Này. Chưa ăn, có 2 hộp. Còn đây là táo. Táo cũng khá đắt đấy. Đây có chữ New Zealand này. Không biết nào, ăn rất là ngon. Đấy. 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 Đây là có một cái nọ cà phê của anh em. Đấy. Cà phê này. Đây là bia. Đấy. Bia Thái Hoan Bơ. Ở dưới này thì đây có một cái hộp sữa này của mình này. Hộp sữa này rẻ thôi, có 25 đồng thôi. Đây là một bình nước của mình này, nước trắng thôi, để cho nó lạnh. Đây là có một hộp sữa của anh em, hộp sữa bò này. Đấy. Miu. Đấy. Đây là cũng có 2 cái chai nước trắng. Đấy. Như vậy thôi, cũng không còn gì cả. Đấy. Trông nó hơi bừa bộn, nó bẩn một chút, bạn thông cảm. Đây có hộp xê sủi của anh em này. Đấy, xê sủi kia cũng có một nọ xê sủi này. Đấy, ở góc này. Thế còn đây là cái điều hòa, hôm nay thì cắm lại chạy được, cắm từ hôm qua giờ lại chạy được. Đấy. Giờ đang là 27 độ. Đấy. Đó là rất mát. Mà kêu to mùi kinh lắm, mà kêu to mùi kinh, tốn điện lắm. Đây anh em này, rất là nhiều xu. Đấy. Vé fan mini mát này, rất là nhiều luôn. Đây có cái điều khiển này. Đấy. Đang để 22 độ nhưng mà trong phòng là 27. Đấy. Đang bật ở chế độ 22. Sao bây giờ đã 11:38 rồi, bây giờ mới có 8 giờ sáng. Cái này là nút tắt này. Đấy, tắt rồi, bật rồi. Đấy. Nhìn 22 luôn. Cái nhiệt độ nó sẽ tăng lên. Thôi cứ để cho nó mát. Một quả táo ngồi chơi nói chuyện với bạn chút. Cái dưa hấu cái mình không thích ăn cho lắm, mình chỉ thích ăn táo thôi. Thực ra táo này cân mua đắt hơn dưa hấu đấy. Mời bạn ăn táo nhé. Thì em đang tính là chuyển nhà, ở riêng một mình một phòng, không ở chung nữa. Còn nhiều khi nhiều cái nó cũng khó, nên là em đang tính là tìm một cái phòng nào rẻ rẻ và ở một mình một phòng. Không biết các bạn và anh chị nào ở khu vực thị trấn Cao Thun, thôn Nán Thấu này không? Có xem một video này em biết, em nghĩ chắc cũng không có, bởi vì cái khu này ít người Việt ạ, người Indo này nhiều. Táo rất là ngọt, rau mua sắc. Cảm ơn tất cả các bạn anh chị đã xem video của em. Em sẽ kết thúc ở đây. Thì đấy, sơ qua cái tủ lạnh thì nó đơn giản, nó cũng không có gì cả. Ở đây không nấu ăn thì được nên là không có thức uống gì cả, chỉ có những cái đồ ăn bình thường thôi. Thì ok, em sẽ kết thúc ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn anh chị đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn và các anh chị ở clip tới.